Vâng, mình chào quý anh chị cô chú. Thì hiện tại tôi đang đứng ở tỉnh lộ 830 thuộc ấp 1B, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu cho các anh chị cô chú một lô đất có tổng diện tích là 142m, thổ cư 100% nha. Thì bên ở phía tây phải tâm mình về đây thì là về ngã tư Tân Trạch, tầm khoảng 2 km nữa. Mình đi khoảng 5 km nữa thì tới ngã tư Chợ Đào. Và cái hướng bên tay trái của Tâm thì về khu công nghiệp Thuận Đạo, tầm khoảng 8 km nữa. Và tầm khoảng 10 cây nữa là ra cổng chào Bến Lức, là ra quốc lộ 1A nha mọi người. Thì bây giờ các anh chị cô chú hãy theo chân Tâm đến với cái miếng đất của mình. Thì cái miếng đất của mình á là nó nằm trong đường khoảng tầm là 2 m. Thì cái miếng đất mình đang giới thiệu các anh chị cô chú đây, thì miếng đất này là ba mặt tiền ha, rất là đẹp luôn. Thì thích hợp cho cái nhà đầu tư về mua xây nhà trọ, nhà nghỉ nè, hoặc là xây nhà ở thì rất là ok. Và bây giờ thì theo chân Tâm vô đất nha mọi người. Đây là dân cư rất là đông đúc luôn. Hiện tại là đường trước đất của mình là đường đan nha mọi người, ba mặt tiền. Mặt tiền nào cũng đường đan hết. Dân cư đông, nền cao. Nó cách cái tỉnh lộ 810 này tầm khoảng 25 m. Đây, đất mình đây. Hàng rào kiên cố nha mọi người. Hai bên là nhà, toàn là nhà thôi. Đây là một cái mặt tiền nè. Và bên đây là một cái mặt tiền nữa nè. Cái nhà trước cái nhà đó có một cái mặt tiền nữa, một cái lối đi nữa. Là nói chung là đất thổ của mình là thể hiện ba lối đi trên sổ nha mọi người. Thì để Tâm diễn tả chi tiết về cái thửa đất này, thì từ cái miếng cọc này, từ cái miếng cọc điện này qua tới cái miếng hàng rào bên đây, đây là 6m3. Còn cái chiều dài mà từ đây xuống phía dài nhà ở dưới á, để Tâm rung ra cho mọi người thấy ha. Đây, tới miếng cọc dưới đây là 23m6. Đấy. Rồi còn cái phía bên đây á là 22m, có thể hiện lối đi bên đây luôn. Lối đi bên đây là không có lộ giới nha mọi người. Còn cái chiều ngang ở cái phía sau này, đây, phía sau này qua bên đây là cũng 6m3 luôn. Nói chung là đầu 6m3, đuôi 6m3. Một chiều bên đây thì 23m6 và một chiều bên đây là 22m. Đó, dân cư rất là đông đúc luôn. Nó cách đường nhựa tỉnh lộ 830 tầm khoảng 25m. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Nhà cửa rất là đông luôn. Điện nước thì đây. Đây. Chung miếng đất này thì anh chị em có thể là kinh doanh mua bán nè. Thứ nhất, cái thứ hai là xây nhà nghỉ, nhà trọ nè. Rất là ok. Tại vì cách đây khoảng 8 km thì để đến với cái khu công nghiệp Thuận Đạo. Và 10 cây số nữa thì ra tới cổng chào Bến Lức, quốc lộ 1A đó. Đây. Lên đi xuống đây cho mọi người cảm thấy miếng đất này là đẹp. Đây. Đất sạch, nền cao ha. Chủ mới dọn cỏ luôn. Rất nhiều luôn. Đất thì không bị đâm đường nha mọi người. Thì Tâm xin nhắc lại về cái giá và cái diện tích. Thì cái tổng diện tích là 142m, ngang 6m3, dài một bên là 23m6 và một bên là 22m. Tổng diện tích là 142m. Thì chủ gửi với giá là 980 triệu nha mọi người. 980 triệu. Đất thể hiện ba lối đi. Dân cư quá trời luôn. Nếu các anh chị cô chú thì quan tâm liên hệ số điện thoại của em là 0937 629 679. Thì và xem thêm thông tin với cái phần mô tả giùm Tâm ha.
Thì thôi kết thúc video tại đây, thì Tâm xin các anh chị cô chú cho Tâm một like và một lượt đăng ký để Tâm có cái động lực để làm tiếp những cái clip tiếp theo, có những cái sản phẩm mới rất là đẹp và giá hợp lý cho mọi người xem nha. Và bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại nha mọi người.